tấm giả tạo ác chi cho quả thêm cay, cho người vui hơn việc cho buồn, người vui mình được vui luôn, người buồn mình cũng lệ tuôn theo người. Hello, Hòa xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại giờ mình còn đang ở trên núi ở Tây Ninh, núi Bà Tây Ninh các bạn. Giờ này khoảng 8 giờ. Mình sẽ review về ảnh ở đây là ở chỗ mẹ Diêu Trì á các bạn. Ninh Sơn Thánh Mẫu. Mình sẽ review buổi tối này du khách người ta cúng kiến như thế nào. Mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Buổi tối giấc này mà đông lắm. Người ta ngủ thì ở đây trên này luôn, nằm lớp 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 trải chiếu ở đây ngủ luôn các bạn. Ở bên đó một số người người ta ngủ bên đó luôn. Đó, trải chiếu nhìn ta ngủ quá chừng đông luôn. Ở phía trước có một cái đoàn cúng đang cúng đó các bạn. Đây ta trải chiếu, ta nằm trải đệm, ta nằm ngủ. Sáng đêm nay ở trên này là không có ngủ đâu các bạn ơi. Yêu cái đầu dép của tôi này không có. Đây có cái đoàn đang cúng luôn. Con trái cái mà trái cây bay ơi, trái còn sao?
áo dài đẹp hả? Đi lên khoảng 150-200 mét nữa nha các bạn. Nhưng mà đường xấu quá. Đó, bên đó có một số người ta cãi bên đó ta ngủ rồi đó. Yeah.
chưa? Đến đây Hoàng xin phép cô chú anh chị và các bạn Hoàng kết thúc cái video tại đây. Cô chú anh chị và các bạn xem nhớ bấm đăng ký và nhấn cái chuông để đón xem những video tiếp theo của mình. Nhớ bấm like, chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Cô chú anh chị các bạn, Hoàng xin chào tạm biệt, bye bye.